Hơn chục ngày hôm nay đau lưng không nói được gì, cây cối ngoài vườn thuốc u là hôm nay lại phải chuyển chậu để dọn lại dọn ra đây này, nhận được cái cục về từ ngõ ra đây. Trần Thị Thu Thảo, Phú Yên. Đây cái này không biết nó là cái cây gì. Đây mình mở ra mình dì cho nó xem là cái cây này nó là cây gì đó. Có ra trái trống gì không? Cái rễ chuối này để giới thiệu cho nghe, thì thông thường cái rễ chuối mà nó đi đường sẽ cố gắng mình một trời nữa như là cái chặt tiên là mình sẽ nót cho cái đít cái thùng xốp này ít cát.
phát sạch. Cho chất trà. Chất tiêu cây của mình đất sạch và đất sơ dừa trộn lẫn, chỉ có hai cái này thôi. Sẽ đổ một ít nửa lọ thuốc dễ vào, mình sẽ đổ nửa lọ thuốc dễ vào đây.
khi mình làm xong thì mình cắt một cái lỗ gì đấy. Sự thoát nước rồi, chào anh em nhé.